Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng em đến với kênh YouTube của mình trong ngày hôm nay. Ok anh em ơi, thì hôm nay thì mình sẽ test cái con diều 3 mét này nhá. Như đã nói thì mình chắc chắn là mình sẽ test con diều 3 mét này, chỉ tội là hơi lâu đi thôi. Bởi vì là nó to với lại cả gió thì mình hóng từ ngày 1, có ngày có gió thì mình bận. Đấy, hôm nay thì mình test cái con diều này, tuy là không có gió vẫn test nha anh em nhá. Đấy, và cái cuồng kia em Quý đang cầm là cuồng 2 ly. Nó còn định bẻ dầu em cơ. Nó định phá dầu em. Mấy lúc đấy nó còn bảo. Anh thử hết rồi lên. Hết cả biết. Ê. Anh mà. Biết biết. Em biết có lên trước lên chưa? Lên rồi. Trước lên rồi. Trước lên tàng nó là bút. Trước lên một lần rồi. Đấy là kéo trên rừng, đấy là rơi xuống rừng. Mấy cả đứt các quang. Đứt đuôi. Mình đang thả guồng liên tục anh em ạ. Vì nó rát. Kéo căng thì mới đơm nhá. Đấy, một người cầm ở leo. Đâm của thằng Hưng đâm đầu ấy. Liệu có hết được không? Cái này phải 300 nữa. 200 nữa. Chỉ sợ tuột sáo nè. Yeah. Kia. Có. Không gãy khung. Khung cái nó yếu lắm. Biết có bài rồi. Mẹ này. Đây là khoảng khắc mà tao chờ hơi lâu rồi chứ. Khoảng khắc này hơi lâu. Thôi được rồi, tép một lần nữa. Đâu, thế nào? Thế này. Gãy rồi. Thôi mang về. Không theo. Gãy. Sao? Đi rồi anh em ạ. Trước mình nẹp ở đây này, bây giờ lại bị ở đây. Thôi, giữ ở đấy. Như anh em có thể thấy là nó bay khá là êm luôn. Nhưng mà rất là buồn là nó vẫn bị gãy ở cái đoạn gần nẹp anh em ạ. Nhưng mà không ảnh hưởng đến sáo nhá. Dù sao thì đây cũng là một cái khoảng khắc mà mình chờ khá là lâu rồi. Bởi vì là mình muốn thả con này khá là lâu rồi anh em ạ. Mệt anh em ạ. Mình chờ khoảng khắc này khá là lâu rồi đấy. Đấy, hôm nay mình mới được có cơ hội là test cái con này.
Nói chung là gãy mình vẫn có thể nẹp lại được. Đấy nhá, hôm nay không có gió nên mà mình chỉ test vậy thôi. Cảm ơn anh em đã xem video nhá. Hy vọng là trong thời gian tới anh em vẫn ủng hộ mình. Mệt.